Nhưng mà em phải phải nói hỏi cô bác anh chị và các bạn. Cô bác anh chị xem có thấy lan đẹp không? Tuyệt đẹp luôn. Em quay cận cảnh cho các bác xem này. Đủ các loại màu. Này. Cận cảnh là toàn cảnh luôn cho cô bác xem này. Màu vàng rồi nè, màu đỏ này. Ôi trời ơi, còn màu cam này. Cô bác thấy không? Nếu cô bác mà cảm thấy đẹp, hãy thưởng cho Thành Channel một like, một lần chia sẻ và một đợt đăng ký để Thành lấy động lực đưa ra những clip hay đẹp gửi tới cô bác anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước